ngon lành nha. Cái đấy gọi là thụt dầu đó. Thấy chưa? Dạ thấy rồi. Vâng, U70 mà rất là ngon. Hồi xưa đừng có mơ đến như là U17 ấy. Tôi tên Hiển, Bùi Quang Hiển, từ từ Sydney, Australia đi về Việt Nam thăm gia đình. Sáng dịp đây tôi tới phòng mặt với thầy Dư Quang Châu, người đã qua bên Úc khoảng chừng 3 tuần vào tháng 9 rồi, 2016. Trong thời gian thầy Dư Quang Châu ở Sydney, tôi có nhiều cơ hội để gặp thầy và được thầy chỉ cách trị bệnh tận tình. Và bây giờ đây, ngày hôm nay đây, tôi tới đây coi như lời cảm tạ thầy Châu và tất cả những học trò hay là những người cộng tác của thầy Châu. Anh có vẻ xúc động quá. Cũng không có, bình thường mà. Tự nhiên thấy im lặng mất một phút. Trước khi mà đến với phương pháp ấy, thì khi mà nghe thầy Châu phổ biến phương pháp này, anh có những cái suy nghĩ gì về mặt cá nhân của anh không? Chẳng những riêng tôi mà tất cả người nhà của tôi, bạn bè của tôi ở Sydney, ngay cả Việt Nam, không tin. Không tin là lý do. Bên phía bà xã tôi có một người bác sĩ 7 năm học bác sĩ, điều đầu thủ khoa, và khi ra trường cũng đầu thủ khoa. Và ngay bản thân tôi á, ít nhiều tôi cũng học đại học ở Việt Nam và học đại học ở Úc. Làm sao với một vài cái bấm mà chữa một cái bệnh, nếu ở Úc tôi đi trị cái bệnh này tôi phải tốn 30.000 đô la cho hai cái đầu gối. Mà ngay chính bản thân tôi đã làm giấy tờ rồi, do một doctor gọi là giáo sư, ở trên đây tôi không dám nhắc tên ông ta, nhưng mà ông ta ở ngay chỗ Olympic Park. Tức là Olympic Park là thế giới hồi Sydney năm 2000 đó. Rồi một ông bác sĩ specialist khác, tức là chuyên khoa ở Burwood, tôi cũng đã tới làm giấy tờ vậy. Ông thứ nhất á, giờ cầm coi x-ray là làm giấy cho tôi đi mổ ở bệnh viện công khô Sydney. Nhưng mà nghe tới mổ á, nói thật với quý vị là tôi sợ. Năm tuần sau tôi gặp ông bác sĩ thứ hai. Sau khi ông coi cái x-ray của tôi, ông thử vài động tác chân hạn, như ông bắt tôi co chân, cong chân, đi qua đi lại khoảng chừng 10 phút, 15 phút sau, ông bóp cái đầu gối ông làm ấy. Phạm mổ ra để cho về nhà exercise. Rồi sau 4 tháng đó, trở lại đây. Mà có một điều nữa là khi tới hai bác sĩ chuyên khoa Sydney, hai ông đều nói với tôi là cái đầu gối trái tôi đó bình thường là nó phải như vậy, nhưng tôi bị lệch thế này, cho nên cái chân phải tôi đó nó cong, nó ngắn hơn cái chân bên trái từ 3 phân. Thành ra tôi đi lúc đó vừa đau mà vừa chân cao chân thấp. Thì khi ông bác sĩ thứ hai ông đừng có mổ tập, thì sau khi tôi làm 4 tháng tôi thấy có tiến bộ. Những cái tiến bộ này nó không nghĩa là giống như bây giờ, nó chừng 10%. Và mỗi ngày tôi phải uống 8 viên Panadol Osteo, tức là cứ 6 tiếng tôi uống 2 viên. Phải không? Đúng rồi. Tức là thuốc giảm đau, ý là thuốc nó làm để làm giảm đau, đi nó đau, cho nên tôi phải uống 8 viên một ngày. Như vậy tôi uống 4 tháng trước, từ những tháng ngày đó cho tới ngày tôi gặp thầy Châu á, có thể là hơn 1 năm, gần 2 năm. Cho tới một ngày đó, tôi biết thầy Châu đi qua Úc.
Thì cái người mà đầu tiên tôi tiếp xúc á, lúc đó thầy Châu chưa tới, thì ông nói là ông Thái, rồi người Thái Bình Pháp qua Úc trước để đón thầy Châu. Thì ông Thái nói, thấy chưa, tôi đem lên hiện rồi, ở trên biển sao vậy? Tôi nói, như hồi nãy giờ tôi đã từng nói quý vị là tôi bị đau như vậy, đi không được, và sắp sửa mổ. Ông nói được, tối nay anh tới nhà của ông Lộc á, là một người học thầy Châu trên Internet 100%. Xin lỗi. Tức là anh Lập chưa hề gặp thầy Châu? Chưa bao giờ gặp, chỉ biết thầy Châu trên mạng thôi. Thì người đó đứng ra bảo lãnh thầy Châu đi qua Úc để mở lớp dạy. Thì ông Thái đó kêu tôi tới đó làm. Thì sau khi ông Thái làm tôi được chừng lối 25 phút. Tôi nói thiệt với quý vị nha, tôi đứng dậy đó, tôi đi tôi thấy hai cái đầu gối tôi sao nó nhẹ quá đi, tôi đi như bay vậy đó, niềm vui đó. Đem nó tôi về tôi nói cho bà xã tôi nghe, bà bắt tôi đi, bà cũng ngạc nhiên, nhưng mà bà nói đợi thầy Châu tới. Qua ngày hôm sau tôi thăm hành ra phía trường đón thầy Châu, tôi dành đi mà. Thì trên xe đưa thầy Châu về nhà mà của người ta cho thầy Châu ở đó, thầy Châu thấy tôi về nó tối nay tới đây làm. Thì tối đó tôi chở bà xã tôi đi theo tới. Rồi sau khi thầy Châu mà làm tôi 25-30 phút, lúc làm đau thiệt. Tuy nhiên làm này tôi đứng dậy tôi đi giống như là tôi một người trẻ 30-40 tuổi, mà mặc dù năm nay tôi là U70 nha. Đó là những sự thật tôi nói. Nếu quý vị không tin hay còn nghi ngờ, cứ gọi cho tôi số điện thoại 61-418-230-154, gặp tôi tên nói chuyện tôi tên Hiển, hoặc là nếu gọi trong chỗ làm tôi đó thì tôi tên là David. Xin cảm ơn quý vị. Và đây là số điện thoại ở bên Sydney, Australia, đúng không ạ? Dạ. Để anh đọc lại một lần nữa dùng số điện thoại. Quý vị thì gọi cho tôi là 61 đó, là tôi không biết nói tiếng Việt là country code. Rồi cái số điện thoại di động của tôi á là 418-230-154. Nếu được tôi sẽ trình bày cho quý vị rõ. Cảm ơn quý vị. Dạ, xin cảm ơn anh. Có nghĩa là cái tình trạng của anh là bị lâu năm rồi. Sau đó là ông bác sĩ thứ nhất thì đòi mổ, ông bác sĩ thứ hai thì nói là tập thể dục và luyện tập và uống thuốc giảm đau như thế là duy trì suốt đời, đúng không? Đúng. Có nghĩa là kết hợp giữa tập luyện và uống thuốc giảm đau, một ngày là 8 viên giảm đau. Rồi sau đó thì tình trạng sau chừng khoảng 1 năm thì nó giảm được khoảng 10%. 10%. 10%, tức là về mặt triệu chứng. Đúng không ạ? Mình cứ nói thế, là triệu chứng thì giảm 10%. Nhưng mà khi mà gặp được phương pháp thập chỉ liên tâm, cái liệu pháp Imo mạch, thì bây giờ cái đầu gối của anh hiện trạng bây giờ, ngoài cái niềm vui ngay lập tức là anh thấy nó dễ chịu như vậy, thì bây giờ đã là gần 2 tháng trôi qua, đúng không ạ? Sau 2 tháng mà thầy Châu đã rời Sydney thì cái tình trạng hiện giờ ra là như thế nào anh Hiền? Trước khi tôi gặp thầy Châu đó, nhiều năm tôi ốp, tôi đánh tennis khoảng gần 30 năm nay. Nhưng mà khoảng hơn 1 năm nay á, gần 2 năm nay tôi không, hầu như tôi không đánh nữa. Tôi đánh không nổi. Kể từ hôm được thầy Châu mà trị đó, tôi ra tôi đánh tennis ai cũng ngạc nhiên. Hồi xưa đó tôi đến với baseline đó mà nó bỏ nhỏ tôi chạy không nổi. Bây giờ tôi chấp luôn. Bây giờ một ngày một buổi ra tôi đánh ba set, tiếng Việt kêu ba set đó. Đó là một sự thay đổi lớn trong cuộc đời của tôi. Bây giờ anh có thể đá chân đá cẳng được không? Hoặc đứng lên ngồi xuống được không? Được chứ. Vâng, anh làm cho bà con xem được không? Rồi, ok, ngon lành nha. Cái đấy gọi là thụt dầu đó. Thấy chưa? Dạ thấy rồi. Vâng, U70 mà rất là ngon. Hồi xưa đừng có mơ đứng như là U17 ấy. Dạ. Vâng. Rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Chúc anh về Sydney khỏe và sẽ cùng với lại thầy anh Lập cũng như là thầy Thích Viên Trơn, thầy trụ trì của chùa Vĩnh Nghiêm sẽ phổ biến lại phương pháp này cho những người khác cũng được hưởng cái lợi ích như mình.
Tuy nhiên tôi có một cái lời nhắn nhủ quý vị nè, không phải thầy Châu dùng thập chỉ liên tâm trị cho mình là rồi thôi đâu. Hồi đó thầy Châu có nói tôi một câu nè, tôi trị cho anh rồi không phải vậy là hết, anh phải về anh phải tập thêm, tập co chân, cong chân, uốn chân, chứ không phải là một lần bấm huyệt là hết. Tức là cho bài nên, ép chân, bài nằm ngửa ép thì chân. Thì đó đại khái cái động tác đó, thì tôi về tôi tập đi bơi. Sau khi tôi bơi 1000 thước rồi tôi đứng tôi bẻ chân, cong chân lên. Cho nên bây giờ đứng lên rồi xuống đối với tôi chuyện đó nhỏ. Vậy là có nghĩa là ngoài cái việc tập chỉ liên tâm thì mình cũng phải cải thiện cái sinh hoạt nữa, là vận động. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm.